Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn món heo quay da giòn. Món ăn này có rất nhiều cách làm, nhưng hôm nay mình sẽ làm với một cách rất là đơn giản và khả năng thành công rất cao, không mất quá nhiều thời gian chế biến cũng như chờ đợi qua đêm. Miếng thịt heo quay với lớp da giòn nổ đều lên màu đẹp. Phần thịt bên trong ướp gia vị vừa vặn, mềm ngọt, không hề bị khô. Các thứ thịt chia lớp rất đẹp, độ giòn của da thậm chí có thể giữ đến hôm sau luôn. Nào mời các bạn cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Để làm heo quay được ngon, mình phải lựa miếng thịt ngon nha các bạn. Thịt ba rọi có phân lớp rõ ràng như thế này. Ba sọc thịt chạy xen kẽ với mỡ, mỡ không quá nhiều. Các bạn lựa chọn miếng thịt phẳng, có độ dày tương đương nhau là tốt nhất. Nhưng nếu mà không có thì các bạn có thể cắt thêm một miếng thịt chèn ở phía dưới để bề mặt da được phẳng, tiếp xúc với lửa đều thì da sẽ nổ đều nha. Không bị tình trạng là một bên cháy, một bên chưa nổ da nha các bạn. Tiếp theo thì mình cắt hành tím và gừng để cho vào nước luộc thịt giúp bán đi mùi hôi của thịt. Cho nồi lên bếp nè, cho khoảng 1 lít nước vào nồi. Cho hành tím và gừng vào. Cùng với 2 đến 3 cái hoa hồi. Các bạn nhớ là rang hoa hồi cho thơm rồi mình mới cho vào nha. Bây giờ nước sôi mình cho thịt vào luộc. Mình úp mặt da xuống và luộc mặt da khoảng 5 phút cho da nở. Sau đó mình úp lại, luộc sơ mặt thịt trong vòng từ 1 đến 2 phút nha các bạn. Mình vớt thịt ra để trên rổ cho ráo nước nha. Sau đó thì mình cắt thịt ra để thịt dễ ngấm gia vị khi ướp và được chín đều khi nướng nè. Tùy theo miếng thịt mà các bạn cắt cho phù hợp nha. Mình cắt dọc và cắt ngang như thế này. Lưu ý là cắt không quá nhỏ và đường cắt cũng không quá sâu nha. Chỉ cắt sâu khoảng 2/3 miếng thịt nha các bạn. Bây giờ mình pha sốt ướp thịt nha. Hôm nay mình sử dụng bộ gia vị ướp của DH Food. Các gia vị này đều được sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên, không chất bảo quản. Tuy là dạng bột nhưng rất là thơm, không thua gì nguyên liệu tươi nha các bạn. Cũng rất tiện lợi khi sử dụng, đặc biệt là những món nướng như thế này. Có nguyên liệu bột thì mình sử dụng ngay, không mất công phải giã hành tỏi. Gia vị bột cũng dễ thấm sâu hơn đó các bạn. Cho vào chén 2 muỗng cà phê tỏi bột. Hai muỗng cà phê gừng bột. Nửa muỗng cà phê tiêu. Nửa muỗng cà phê muối. Mình dùng muối tiêu Tây Ninh. Một muỗng cà phê vung đường. Hai muỗng canh nước tương. Nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Hai muỗng cà phê dầu màu điều. Một muỗng canh ớt bột Hàn Quốc. Sau đó mình trộn đều hỗn hợp lên và mình ướp vào thịt nha. Cho gia vị vào những vết cắt mình đã cắt lúc nãy đó và cả trên bề mặt thịt luôn. Xoa đều cho cả miếng thịt thấm gia vị nha các bạn. Trừ phần da ra thì các bạn nhớ là mình sẽ không thoa gia vị nha. Sau đó thì mình lật ngược miếng thịt trở lại và dùng một cái cây xăm thịt kiểu như vậy nè. Các bạn có thể dễ dàng tìm mua nó trong siêu thị hay là trên Shopee. Nó có những cái đầu nhọn như thế này nè các bạn, rất là dễ làm.
Mình ấn đều lên miếng thịt nè, sao cho bề mặt da được xăm đều là được nha các bạn. Việc xăm da như vậy sẽ giúp phần da nổ đều hơn, không có những bọt khí quá lớn làm cho da bị đội lên và tách ra khỏi phần thịt đó các bạn. Nếu không có thì các bạn dùng nĩa hoặc là dùng những cây xiên que mình bó lại rồi mình xăm thịt là được nha. Xong rồi, mình chuẩn bị giấy bạc và mình gói miếng thịt lại nha. Mình gấp lại và gói như thế này nè, để hở phần da ra thôi nha. Gói như vậy sẽ giúp phần thịt không bị khô và chín đều bên trong hơn. Ngoài ra, nó sẽ giúp hứng bớt phần nước và mỡ sẽ chảy ra trong quá trình nướng đó các bạn. Phần da nếu có dính sốt ướp thì các bạn nhớ là mình dùng giấy bếp thấm cho thật sạch. Bây giờ mình pha 2 muỗng canh giấm với 1 muỗng canh muối, khuấy tan. Và sau đó mình dùng một cái cọ phết lên bề mặt da. Mình sẽ để miếng thịt ngoài gió khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Trong suốt thời gian này thì mình sẽ canh để quét mặt da heo với hỗn hợp muối và giấm. Cứ khô mặt là mình sẽ quét thêm một lần nha các bạn. Mình quét tổng cộng là 6 lần á. Sau khi quét xong thì chúng ta để bề mặt da khô hoàn toàn, rồi mình cho vào nồi chiên không dầu air fryer để nướng nha các bạn. Bật chế độ nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 360 độ F và mình nướng trong vòng 40 phút nha các bạn. Nồi đã đủ nhiệt độ rồi, bây giờ mình cho thịt vào nồi chiên nè. Tùy theo nồi chiên không dầu của các bạn mà nhiệt độ cũng như thời gian nướng có thể thay đổi. Các bạn nhớ điều chỉnh cho phù hợp nha. Nhìn phần da đang phồng lên kìa, thích chưa kìa các bạn? Vì có thể là nồi chiên có chỗ không điều nhiệt đó các bạn. Các bạn nhớ là quan sát phần da và có thể đảo vị trí để phần da được nổ đều nha. Mình đã nướng được 40 phút rồi. Wow, miếng thịt đã nổ da và lên màu ngon mắt quá các bạn ơi. Nếu miếng thịt của các bạn chưa nổ hết da thì mình có thể để thêm một chút. Bây giờ mình sẽ mở miếng giấy bạc ra và mình cho thịt lại vào nồi nướng. Mình nướng thêm 5 phút nữa cho khô mặt dưới một chút. Vậy là món heo quay da giòn đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Các bạn xem có hấp dẫn không nè. Phần da không những nổ đều mà còn lên màu nâu đỏ, rất là đẹp nữa nè. Gõ thử lên bề mặt, nghe tiếng giòn quá ha các bạn. Bây giờ mình cắt ra và bày lên đĩa để cùng thưởng thức nha. Phần da giòn tan, phần thịt bên trong mềm ngọt, không hề bị khô đâu nha. Gia vị thấm đều và rất thơm. Thịt có độ mặn vừa phải để có thể chấm thêm nước chấm nữa cho đậm đà nha. Mình có thể chấm với nước tương và ớt cắt lát hoặc có thể chấm với muối tiêu. Ngoài bộ gia vị nêm thì DH Food còn có những bộ gia vị chấm rất là ngon. Có muối tiêu lá chanh, muối tôm Tây Ninh rất ngon và tiện lợi để chấm với các món thịt và trái cây nữa đó các bạn. Ở Mỹ thì các bạn có thể tìm mua trên Amazon, ở Việt Nam các bạn có thể tìm mua tại các siêu thị nha. Chúc các bạn thành công với món heo quay da giòn hấp dẫn này nha. Nếu thích cách mình làm, chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được những thông báo sớm nhất khi mình up video mới. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.